Giãn cách xã hội 15 ngày cũng để phòng chống dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Hưng Yên và Công ty Điện lực Hưng Yên dồn trả lương hưu trợ cấp xã hội và sẽ tạm dừng cung cấp một số dịch vụ. Căn cứ theo công văn bảo hiểm xã hội tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí để bưu điện tỉnh chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ dồn 2 tháng 4 và tháng 5 vào một đợt trả từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 tương tự công ty điện lực hưng yên tạm dừng việc cung cấp các dịch vụ liên quan hợp đồng mua bán điện mới thay đổi công tơ đo đếm và kiểm tra công tơ theo kiến nghị và định kỳ thiết bị đo đếm điện ngành điện hưng yên sẽ đảm bảo công tác ứng trực xử lý sự cố đảm bảo vận hành lưới điện an toàn liên tục sửa chữa điện cho khách hàng và thay thế công tơ kẹt công tơ hỏng đồng thời cả hai đơn vị đều khuyến khích các khách hàng thực hiện các giao dịch điện tử như thanh toán tiền điện qua mạng